mừng sinh nhật Đại Kim 100 năm, tặng quà xịn cho fan Ngoại hạng Anh, đồng hành cùng Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport. Và đây là cuộc đấu của những đội đang níu giữ những hy vọng để có thể trụ hạng. Ivan Toney ngày hôm nay được xác nhận là đã gặp một chấn thương nhỏ. Và ông Thomas Frank cho rằng là anh sẽ chỉ đủ sức để có thể vào sân từ băng ghế dự bị mà thôi. Đây là cơ hội dành cho Sheffield. Diaz, Brenton Diaz. Diaz. Đó là một pha xử lý. Emmo và Damsgaard thường xuyên có những pha phối hợp với nhau. Pha ngoặt bóng hay của Roslev. Đánh đầu. Đó là pha băng vào của Sergio Reguilon, giúp cho cánh trái của họ giàu sức sống hơn hẳn. Chỉ mới thi đấu cho câu lạc bộ Brentford từ mùa đông, nhưng Reguilon đã có 3 kiến tạo. Còn đây là cơ hội trước đó đã trôi qua trước mũi giày của Brereton Diaz. Tác xử lý bằng chân trái của anh, tác quyết định đã không có được sự chuẩn xác. Jensen, Mbappe, tuyến hai không vào. Cú dứt điểm là chưa đủ mạnh và cũng chưa đủ khó đối với Ivo Grbic. Pha dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ người Đức Vitali Janel. Diaz, chân phải. Dứt điểm không chính xác của Brenton Diaz. Của Diaz cũng phần nào mang lại những hy vọng cho Sheffield ở giai đoạn nửa sau của mùa giải. Anh đã ghi 4 bàn và có một kiến tạo tại Premier League mùa này cho màu áo của The Blades. Và trung bình thì cứ 125 phút anh lại góp công vào một bàn thắng. Jensen, cơ hội. Lần đầu tiên ăn mừng bàn thắng tại giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh. Jensen, cú sút ngay của Jensen. Những đường chuyền dài đang được Brentford sử dụng rất nhiều ở trong quãng thời gian đã qua. Ahmed Hodžić. Đường chuyền hỏng của Ahmed Hodžić và cơ hội dành cho Brentford. Không vào. Được bàn thắng thứ 50 cho câu lạc bộ chủ sân G-Tech Community. Đây là một sai lầm cực kỳ đáng trách của Ahmed Hodžić. Rõ ràng là không có lỗi việt vị của Mbappe. Tiền đạo này cũng đã đưa ra quyết định rất nhanh. Nhưng cú chạm của anh thiếu đi Reguilon. Tạt của Reguilon. Đánh đầu. Đó là pha dứt điểm của Jan Huysa. Đánh đầu trong một tư thế khó của tiền đạo người Congo. Quả tạt của hậu vệ người Tây Ban Nha hay ở trong hiệp 1. Những pha ra vào của anh đều rất điềm tĩnh. Và bản thân anh cũng đã có một số tình huống ngăn cản những pha dứt điểm của câu lạc bộ Brentford. Jensen, dứt điểm. Wow. Nhưng nhìn vẻ mặt này thì có vẻ như là bàn thắng không được công nhận. Trợ lý trọng tài đã phẫy cờ. Cứ sau mỗi lần như vậy thì Brentford lại có cơ hội phản công. Damsgaard rất nguy hiểm và 1-0 dành cho Brentford. Đời không phải là quá thuyết phục kể từ đầu trận, nhưng ở một tình huống chuyển trạng thái thì họ đã làm nên chuyện. Sheffield đã dồn đội hình phần trên lên tấn công và đó là lúc mà họ trở nên cực kỳ mong manh trong khâu phòng ngự. Và Aplaster trong một tình huống lui về thì đã trở thành nhân vật chính của bàn thắng này. Có lẽ đây sẽ là tình huống mà anh bị tính là một bàn phản lưới nhà dành cho cầu thủ mặc áo số 24 của câu lạc bộ Sheffield. Và người đưa bóng vào là cầu thủ mặc áo số 24 của câu lạc bộ Brentford, Mikael Damsgaard. Damsgaard đã muốn chuyển bóng cho Neil Mbappe chứ không phải là một cú dứt điểm. McBurney. Quả chơi bóng. Đánh đầu. Mbemo.
bóng hướng đến vị trí của Damsgaard. 2-0 dành cho Brentford. Và cuối cùng thì Damsgaard đã có được bàn thắng đầu tiên tại giải bóng đá Hoàng Anh. Và đó là một bàn thắng rất đẹp của tiền vệ người Đan Mạch. Đó có lẽ đã là một pha phối hợp đá phạt được tập trước. Nếu như không có tình huống va chạm này thì có khả năng là Oliver McBurnie vẫn có thể đi ra phía mà Damsgaard đang đứng. Như vậy là sẽ không có bàn thắng. Trusty. Cơ hội. Người đã chạm bóng đó là Jordan Bogle và anh đã bị đau. Và một bóng trụ hạng khác đó là Everton. Cơ hội cho Sheffield. Archer đưa bóng vào. Chỉ bóng không chạm ai cả. Của Brentford sẽ là gặp Fulham, Bournemouth và Newcastle. Đây không phải là một lượt thi đấu quá khó. Tiếp tục là Lewis Potter. Issa đang xin bóng. Lewis Potter quyết định đột phá. Không vào. Pha đổ người xuất sắc của Ivo Grbic. Jensen. Người đã đánh đầu pha bóng là McBurnie. McBurnie vẫn đang rất máu lửa trong một trận tấn công và cũng rất chăm chỉ lùi về phòng ngự hỗ trợ các đồng đội. Và chờ bóng của Hammer rất khó đối với Diaz. Và đó là bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Brentford. Onyeka trong cú chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân đã bất ngờ lập công. Onyeka được đưa vào sân chỉ cách đây vài phút thôi, phút thứ 90, và sau đó hơn 2 phút anh đã có bàn thắng thứ hai cho Brentford. Đó là Reguilon mở cánh cho Yamoliuk. Yamoliuk dứt điểm ngay. Và như vậy là trọng tài Sam Barrett đã thổi còi kết thúc cuộc đối đầu giữa Brentford và Sheffield United. Mừng Daikin 100 năm, quà chống quà 100%. Daikin hân hạnh đồng hành cùng Highline Hoàng Anh trên cả cộng Sport.